Đấu La Đại Lục phần 2 tập 405, Vương Đông chính là Lỗ Nhĩ, tuyệt thế đường môn. Thanh âm mượt mà như là châu ngọc, thanh thúy là dễ nghe, như là tiếng hót hoàng anh trong lòng của người khác. Nghe giọng của nàng, bất giác là Vũ Hạo cảm thấy là quen thân vô cùng, chắc chắn là đã từng nghe qua giọng nói này rất là nhiều lần rồi. Ngày đó, Vũ Ý nhìn thấy đôi mắt của Vương Thu Nhi, là cũng là thốt lên đưa ta, nhưng mà giọng nói lúc đó là như là sơn ca khuỷu sướng, không giống với giọng nói lúc này. Không lẽ là nhận lầm hay sao, nhưng mà đôi cánh quang minh lửa thần điệp, mái tóc lam xinh đẹp kia nhất định là nhớ lầm. Không đồng ý, lý do là gì? Trương Nhạc Huyền tiếp tục rồi hỏi, cô gái kia cựu tuyệt kiêu chiến không phải là muốn bị loại chứ, không có lý do gì hợp lý thì là không được rồi, không lẽ làng nào buông tay. Lưu sinh số 2 vẫn là cất giọng hoàng vàng, không cần phiền đoán như thế, hai ta liên thủ, 5 người bọn ta cùng lên. Đời nói bá đạo tuyệt luân khi mà kinh động khắp hồ, kiêu ngạo hay là tự tin đây. Bốn hồn vương, Lăng Lạc Thần là hồn đế, 5 người đều là đại tử của lội viện, không phải là cắn thuốc tăng lực đấy chứ. Trong 5 người còn có Linh Thiên Thất Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn là phụ trợ hệ đại nhất đại lục, mà là 4 người khác có võ hồn cũng là tuyệt đối là không kém. Đới Hoa Bân là Bạch Hổ, Vu Phong là Hồng Long, Tào Huyễn Nguyệt là Bì Tượng, hơn nữa là Lăng Lạc Thần còn có cả Nguyên Tố Băng. Bất kể là người nào cũng là cực phẩm võ hồn, tiềm lực tương lai rất là dễ tiến vào trong trình độ phong hào đấu la. 2vs5 tự tin quá đấy, Trương Nhạc Huyên thấy rõ nàng quá là kiêu ngạo, và lại sau này là còn cần phải liên kết học tập ở lội viễn, mất lòng nhau rất là có hại không ít. Bên kia 5 người kia, Lăng Lạc Thần vẫn là Lăng Băng, Vu Phong và Tào Huyễn Nguyệt chưa nghe thấy gì thì là còn ở bờ hồ, Linh Thiên sắc mặt là xanh mét, Đỗ Hoa Bân là hai trong mắt cũng là lội lửa lên, song đồng lóe là hùng quang. Lữ sinh số 2 như vậy là có vẻ là không tốt và là chú ý tình đoàn kết đồng học. Trương Nhạc Huyên là lời nói thấm thía, lữ sinh số 2 là trầm tư, chậm rãi rồi nói. Đại sư tỷ, hôm nay là ngày quan trọng của ta, ta đã chờ ngày rất là lâu rồi, ta muốn hỏi học tỷ một câu, kia mà người và người yêu đứng bên cạnh nhau, đột nhiên xuất hiện ra một đám chướng ngại. Hai người có đoàn kết với họ được hay chăng? Hơn nữa thì bọn họ cũng là tự tin thắng chắc hay sao? Càng nói nhiều, Vũ Hạo cũng là càng nghe giọng nói của nàng quen thuộc. Và lại nàng nói, đứng cạnh người yêu, nàng thực sự là yêu mến ta, nhưng nàng là tỷ tỷ của Vương Đông. Có gặp ta khi nào đâu, căn bản là chưa, không ngờ Mỹ Lữ tuyệt trần lại là cặp tình yêu sẽ đánh với ta. Lữ sinh số 2 nói một hồi, không cho không ít người đồng tình, nàng quả là ngang ngược. Muội tử, ta ủng hộ người, cố lên. Ngô Trà đột nhiên hét lớn. Đa tạ đại học tí, làng ta đáp lời. Trương Nhạc Huyên không nói gì cả, đúng là cả hai đồng tình lựa chọn lẫn nhau. Lại gặp phải đông đảo nhân vật cướp sâu, Lăng Lạc Thần và Linh Thiên còn hợp lý, đối hợp bân rõ ràng là cố ý quấy rối, mặt mỹ nhân còn chưa thấy, tên cũng là không biết, dựa vào cái gì mà thích người ta. Trương Nhạc Huyên nhớ rõ cô nàng số 2 kia là do bối bối tiến cử tham gia đại hội Huyền Diên Hải Thần này, bảo làng là người mới, nhưng mà tiến nhiệm tuyệt đối là với tên kia khiến cho nàng không cần hỏi nhiều. Giờ phải làm sao đây? Trương Nhạc Huyên nhỏ tiếng bàn bạc cùng với bối bối. Bối bối mỉm cười rồi nói, cứ chú ý bọn họ đi. Hai tính làm sao? Bối bối liền trả lời, người quên rằng thân phận của Vũ Hạo hay sao? Hắn cũng là thành viên hải thần các như là người. Không lẽ hắn chỉ là bằng thân phận môn đệ của Mục Lão mà là chinh phục tâm tư của các vị trưởng lão? Cho tỷ biết, thất quán sự lãnh các tu vi hẳn là thấp nhất, nhưng mà chiến lược thì là hắn mới là chân chính là kẻ mạnh nhất, chính là một con quỷ đó. Trương Nhạc Huyên bàn bạc cùng với bối bối, Tào Huyễn Nguyệt và Vu Phong đã là trở lại. Trương Nhạc Huyên trầm giọng rồi nói, Vu Hạo, 2-5, ngươi có bằng lòng hay không? Vu Hạo nhíu mày, đột nhiên cô gái nọ bước tới trước mặt của Vu Hạo trên lá thủy tiên, bàn tay trắng như là tuyết lắm tay của hắn. Cô gái thật là dũng cảm, đại hội còn là chưa dứt mà là chủ động lắm tay đối phương, mọi người đều là bất giác đều là nghĩ như thế. Còn Vu Hạo vừa là chạm vào tay của nàng, lại giật bắn như là bị sét đánh, hoảng sợ nhìn nàng. Người run rẩy kêu lên 3 tiếng, hắn cực độ là khiếp sợ. Nháy mắt thì hắn cảm thấy là trí óc trống rỗng, cảnh vật xung quanh như là biến mất, chỉ là còn lại mỹ nhân trước mặt. Bàn tay trắng ngần, một cảm giác quen thuộc, cho dù là bị mù cũng là biết tại sao nó quen thuộc như vậy. Một luồng hồn lực nhu hòa mà ấm áp, hồn lực của bản thân như là con ong mật gặp loài hoa tươi ù tới. Hoa là một thể, hóa thành sông lớn biển rộng vận chuyển trong cơ thể này. Nó là chạy ngược qua cơ thể nàng rồi là quay lại. Ngay lúc đó thì cả hai người đều là ẩn hiện ra kim quang giữa đêm khuya. Làng ta thấp giọng quát khẽ rồi nói, ngươi cái gì mà ngươi, tứ sư tỷ bảo làm tam sư huynh là tên cốn của nàng, còn ngươi chính là tên ngốc của ta, đần độn ngốc nghếch, một tên đần chính chủ của ta. Vũ Hạo hoàn toàn là ngu ngốc, hồn lực đang là phát tán trong người chính là hạo động lực, độ hòa hợp là 100%,
Trên thế giới này, có thể cùng hắn tạo thành hạo động lực, chắc chắn chỉ là có một người. Bàn tay lấm lại là khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, cũng chỉ là có một người. Bất chợt thì trí nhớ từ đầu ùa về. Ngươi là... Tránh ra. Ngươi cũng ở phòng này hay sao? Kết luận sẽ là sạch sẽ trước đi. Ta sẽ cho phép ngươi ở tạm với ta. Có mấy quy tắc phải là nhớ, cứ được tùy ý dẫn người khác vào phòng. Thứ hai là không ở trần ở trong phòng khiến cho ta bắt ghép, bắt gặp. Thứ ba là tối ngủ là cấm ngáy. Thứ tư là không được quấy rầy ta. Thứ năm là vệ sinh phòng phải là do người làm, nhưng mà không được chạm vào giường của ta, nghe rõ chưa? Tại sao ta phải là nghe lời của ngươi cô chứ? Không nghe thì là ăn đập, không tin cứ thử mà xem. Muốn thử thì thử, ra sân. Còn chưa biết ngươi tên là gì đó. Muốn hỏi tên của người khác có phải là lên báo tên của mình trước hay không? Ta là Vương Đông, ta chính là Vũ Hải. Được thôi, cái tên của ngươi sẽ là nhanh chóng biến khỏi học viện sửa lãnh khắc này, đi thổi tiếng ngốc. Vương Đông nói tiếp, ngươi tuy là không cảm giác được ký tức trên người của ta, nhưng mà lần đầu tiên ngươi dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng hỗ trợ ta, ta đã là có cảm giác được ký tức của ngươi rất là thân thiết. Khí tức của ta không phát tán ra ngoài vì là có một lực lượng chế ước, chỉ là có thân thể dán vào nhau mới là có thể cảm nhận được khí tức của ta. Muốn thử hay không? Dán thân thể, dán thế nào đây? Ngủ ngốc, ôm một cái đi. À, sẽ là như vậy. Nói thẳng dễ hiểu hơn, có cần cởi đồ hay không? Không cần, vậy tới đây. Cảm giác thế nào? Rất tốt, rất là thoải mái. Ngủ ngốc, ta cho ngươi ôm thoải mái thôi sao? Ta hỏi là cảm giác thụ khí tức võ hồn của ta ấy. Ấy, ta quên, ôm cái lửa đã. Vũ Hạo, dậy dậy. Sao vậy? Sao ngươi cần ta như vậy? Ngươi, ái ui, Vương Đông, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi đêm qua lại là ngủ sao trên giường của ta? Ấy, cái này là không thể trách ta được. Ngươi xem, ngươi không phải là cũng đang ngủ hay sao? Ngươi định làm gì vậy? Ôm một cái. Ngươi, Vũ Hạo, không ngờ ngươi là ngồi như thế. Ngươi có tin là ta đánh ngươi làm mềm xương hay không? Ngươi cái gì đâu không hả? Ngươi không nhớ phải là làm sao để xuất hiện ra võ hồn dung hợp kỹ hả? Hồn lực của chúng ta có thể dung hợp như vậy, thúc giục võ hồn dung hợp đơn giản nhất là gặp lại tình huống hôm qua. Ngươi không nói rõ ràng đó là ôm ta, muốn làm ta khó chịu hả? Ai biết được là ngươi, tư tưởng là đen tối. Hai thằng con trai ôm nhau có làm được cái gì? Nhanh đi, thử xong sớm còn trở về tu luyện. Vùng này là hoang vắng, chúng ta là không ngất đi cũng là như hôm qua chứ. Không đâu, hôm nay khác, sao mà cứ lè mè như là con gái vậy? Tới đây. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đứng lên cho ta. Ngày hôm qua là ngươi không phải là nói sẽ là không ngủ nữa hay sao? Ta còn nói hay sao? Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Ngươi xem, cái gì vậy? Này, đây là quang minh lữ thần điệp tạo thành đó. Không, tuyệt đối không phải. Võ hồn của ta mặc dù là có màu vàng, nhưng mà thực chất còn có màu lam, không phải là vàng nhạt như thế này. Nhìn qua rất lông sừng, rất giống linh màu của ngươi. Màu đen xuống, chúng ta qua đó nhìn xem. Cảnh tượng không ngừng chạy qua trong đầu, hắn không thể nào quên được cái tên con trai tóc ngắn màu lam lần đầu tiên gặp mặt kiều ngạo thế kia. Quên không được hạo động lực lần đầu tiên thử đã là thành công. Quên không được võ hồn dung học kỹ Hoàng Kim Lô. Quên không được cảnh tượng sánh vai chiến đấu ở đấu hồn đại tái. Càng không thể quên được trận chung kết tạo thì triển ra quang nghề thường. Hắn thiết nhiên là nàng, ta thật là ngu ngốc má, thật là ngu ngốc, rất là đần đốn. Hồi tưởng, hắn không bao giờ tắm rửa trong phòng, chưa bao giờ thấy hắn rửa mặt thay đồ. Hồi tưởng lại, dung nhan anh tuấn của hắn dường như là siêu việt phạm chủ Lam Nhi. Hồi tưởng lại, đêm trước khi mà chia ly hai người cùng giường chung chăn. Hồi tưởng lại, cái ôm mềm mại vào cơ thể của hắn. Hồi tưởng từng phút từng giây. Hiện tại nghĩ đến, sơ hở dường như là rất nhiều, nhiều như vậy. Nhưng mà sao ta ngu ngốc vậy, đến hôm nay, đại hội này, hắn cầm tay của ta mới là chân chính hiểu rõ. Thì ra trên thế giới này, các bạn đã không có Vương Thu Nhi, có chăng chính là Vương Đông hay nói là Vương Thu Nhi. Thì ra qua ngày thường, căn bản chính là hình dáng sau khi làng trưởng thành. Dung nhan hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc khắc sâu vào trong tim ta, căn bản chính là nàng. Ta thật sự là tên ngu ngốc, ngủ hết thuốc chữa, nhưng nàng vẫn là cho tên ngốc một cơ hội. Tình cảm huynh đệ, hắn có tình cảm huynh đệ, mà cũng là có yêu đương say đắm và liều lĩnh. Nhìn bộ dáng ngây dại của Vũ Hạo, ai có thể đoán ra được chỉ là ngắn ngủi thời gian này lại là có thể suy nghĩ nhiều thứ như thế này, chỉ vì một cái nắm tay khiến cho hắn hiểu nhiều như vậy. Bên bàn tay của Vương Đông Nhi dần đổ mồ hôi, nàng cũng là không biết hắn đang nghĩ cái gì cả. Kỳ thật, nàng rất là lo lắng không thể tiếp nhận được mọi chuyện. Nếu vậy thì mọi thứ nàng chuẩn bị chỉ là uổng phí mà thôi. Này Vũ Hạo, ngươi ngu ngơ cái mặt làm gì vậy? Đánh thế nào thì là ra tay đi. Đứa Hoa Bân hét lớn khiến cho hắn tỉnh dậy, nắm chặt bàn tay lõn là dính sắn. Hắn chẳng thèm để ý đến Đứa Hoa Bân, quay lại nhìn Vương Đông Nhi thật thà rồi nói:
Ta đúng là ngu ngốc, ngu vô đối. Nếu nàng không cần tên ngốc này, thế là trái tim quán sẽ là bị đau thương, sẽ là thống khổ. Nếu nàng chấp nhận tên ngốc này, hắn sẽ là dùng mạng sinh mạng của mình để bảo vệ nàng suốt đời này. Lực mắt lăn trên má, rơi xuống đánh một tiếng tóc trên đôi tay đang là lắm chặt. Vương Đông cũng là, thậm chí là tâm trí suốt cuộc là đã là bày tỏ ra bí mật lớn nhất của mình. Lộ tâm lo lắng, ngượng ngùng, căng thẳng, sợ hãi trong một khắc theo dọn lực mắt dồn nén nhiều năm rơi xuống. Sau lời tỏ tình của tên ngốc kia mà là tan biến, mọi thứ đều tan đi, chỉ còn lại một sư vị ngọt ngào. Hắn đã chấp nhận thân phận lữ nhì của ta. Kỳ thật thì cả hai đứa đều là chẳng biết dù là thằng ngu kia không chân chính phát hiện ra thì cũng là nghi ngờ. Dù sao con gái càng lớn càng xinh, thân hình cũng là càng nở. Một sớm một chiều thì là không sao, nhưng mà nhiều lần cũng là sinh nghi. Nhất là sau đại tái thì chuyển giao quang nghề thường. Vũ Hạo nghi ngờ mãnh liệt, nhưng mà trước sau trải qua đại sự làm cho hắn quên mất và đi tìm hiểu cái nghi ngờ kia. Lúc này cầm tay của nàng, cảm nhận của Vũ Hạo cũng là chảy trong người. Đáp án đã là có. Tình yêu dành cho quang nghề thường đã là hoàn toàn chuyển hóa sang chân thân hiểu lộ ra giới tính. Biểu tình huynh đệ sâu sắc thành tình yêu sâu đậm. Vũ Hạo, ngươi còn chưa đánh tới với chúng ta đó. Vũ Phong la lên. Hôm nay nàng cũng là không chỉ là giật mình một lần. Vốn tham gia đại hội chỉ là muốn gỡ đầu với Vũ Hạo. Hắn đoán rất là đúng. Lang và Đấu Hòa Bân đã là thương lượng kỹ càng. Cả hai phối hợp thi triển khi mà đến ả cuối và hắn cho thỏa. Nhưng mà khi thấy Linh Thiên chọn Vũ Hạo, Lang giật mình kinh ngạc. Không ngờ Linh Thiên đã làm quyết định như thế này. Đả kích thật là lớn. Thậm chí là còn lớn hơn cả việc bị Vũ Hạo đánh bại. Không ai chú ý vào thời điểm đó. Gương mặt nàng trắng bệch không còn giọt máu nào. Hoàn toàn là tuyệt vọng. Đến lúc này đây, Vũ Hạo cũng là uyển chuyển mà làm kiên định cự tuyệt Linh Thiên. Vũ Phong đột nhiên là cảm thấy ký lực trở về, oán niệm với Vũ Hạo cũng là đột ngột ít đi rất là nhiều. Hắn không cho Linh Thiên thật là quá tốt. Nhưng mà cảm giác sung sướng đó không lâu. Lúc mà Vũ Phong đi tìm Tà Huyễn Nguyệt, làng chợt nghĩ rằng vì sao, tại sao Linh Thiên lại là chọn hắn, hắn có cái gì tốt? Vũ Phong trong lòng điên cuồng tự hỏi, chẳng lẽ vì Vũ Hạo có thực lực mạnh hơn ta hay sao? Không, chưa chắc hắn mạnh hơn ta. Cơn ghen mãnh liệt là tràn ngập nội tâm, bùng nổ tình cảm bất thường với Linh Thiên. Hận ý đối với Vũ Hạo cũng là lại tăng lên đến mức độ là cao chưa từng là có từ xưa tới nay. Đỗ Hà Bân thì là tâm tình ổn định hơn, nhưng mà trước nay mối hận trong lòng cũng là đối với Vũ Hạo cũng là chẳng kém, thậm chí là chưa bao giờ giảm đi. Từ khi bắt đầu vào học viện ở đến nay, hắn chỉ là toàn biết thua, chưa thua bởi một cái tên rõ ràng là tu vi kém hơn mình, tên côn hoắc Vũ Hạo này. Hắn nghĩ rằng Vũ Hạo cũng là kẻ ngang đường, đã là đoạt hết thảy vinh dự sẽ là lẽ ra và thuộc về hắn. Quán quân đấu hồn đại tái cũng phải là của hắn. Nếu là hắn tham gia kỳ trước, chắc chắn sẽ là làm tốt hơn nhiều so với Vũ Hạo trước kia. Danh hiệu thất quái sổ lãnh khác cũng là phải thuộc về hắn mới đúng. Dù cho đối thượng hành không chỉ là một lần nhắc nhở những khía cạnh ưu tú của Vũ Hạo, nhưng mà càng như thế, sự bất phục và là lộ tâm cố chấp của Đỗ Hà Bân cũng là càng thêm ghi hận. Vài năm nay hắn liều mạng tu luyện chính là đề tài chiến một hồi với đối thủ là Vũ Hạo.